Ồ, băng qua một cái căn khu gần nước luôn á. Dạ. Nói cái này người ta ấy nè. Đi sắp bồn nước hả? À? Bồn nước á. Nó sụp bể cây, nó sụp cái. Ờ, à, bồn để hứng nước mưa cho máng sói này chứ gì. À. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì hiện tại Bùi Hồ đang có mặt tại xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Và hôm nay thì Bùi Hồ đi vô nhà của ông Sáu với bà Sáu, người mà đặt lưới với cô bác quý anh chị, để xem quay lại ngôi nhà của ông Sáu bà Sáu, được sự hỗ trợ của Chi Xin ở Nhật Bản á, thì có hỗ trợ lại sửa lại ngôi nhà của ông Sáu nè. Bây giờ mình xuống đây để khảo sát, cũng như trao một số tiền của Mạnh Thường Quân, đó là chị Khanh ở Mỹ á, ở cho ông Sáu và Sáu để xoay sở trong cuộc sống. Bây giờ ông Sáu qua đón mình nè. Ông Sáu, con chào ông Sáu. Dạ, chào. Dạ. Đường đi ngập nước hết rồi hả? Dạ, ngập nước á. Dạ. Rồi, mấy ông cháu mình đi ha. Dạ. Sao ở trong này sâu chứ ông Sáu? Vì ở trong này đặng mình gần biển kinh đó, đặng mình đi làm ở biển. Dạ. Đi đi ông Sáu, đi đi. Nay sáng có thăm lú không Sáu? Sáng này mới có đặt à. Mới đặt ha. Ờ. Mới vỡ bạc lú ba gặp á. Dạ. Rồi đâu được chừng 4kg à, 4kg dạ. Cua đá đó. Dạ. Này mấy cái lỗ này trước lỗ đó để đào trụ điện hả? Ừ. Ồ, băng qua một cái căn khu gần nước luôn á. Dạ. Nói cái này người ta ấy nè. Cái này gì vậy ông Sáu? Cái điện. À. Cái điện này chia hơi. Nhà ông xa ghê á. Dạ. Nhưng mà ông Sáu rất ít ra đường á. Ít ra không có đi ra. Không có đi. Có đi mua đồ đồ kia về ăn á thì có đi mua. Dạ. À. Cái đường này là ai đổ không Sáu? Đường này đó ở dưới là mình vít á. Vít lên rồi để mình đi nè. Ai vít? Ở xóm với đó đó. Dạ, nguyên cái số mình hùng nhau vít ha. Rồi đa cát này ai đổ? Cát này là mình xin. Dạ, còn cái này là mình vít đó hả? Dạ. Còn đường bờ này mình vít. Cái lỗ đó mình vít để đào cái trụ điện á. Trụ điện ha. Dạ. Trụ điện rồi chị Xuyên ở Nhật hỗ trợ cho ông Sáu á. Dạ. Bao nhiêu trụ ông Sáu? À, mình tính này nó 12 trụ. Ờ, 12 cây ha. À. Mình làm cây sắt á. Làm cây sắt thì sợ nước mặn á. Ừ. Nó xét hả? À, nó xét cho nó hư. Nhưng mà mình chôn trụ á ông Sáu, đổ xi măng không Sáu? Dạ. Đường sao á? Hồi đó giờ mới đi đường này vô nhà ông Sáu luôn á. Dạ. Chứ con có đi đường này nào? Đường này đi nó cũng ấy hồi đó là gần ngon à. Dạ. Rồi ta ở này đó xứng nhau rồi dít. Con đường này hình thành lâu chưa ông Sáu? Lâu rồi. Ờ, ông Sáu có thường đặt mấy con ghẹ đồ trong này không? Đặt ba khía. Ba khía hả? Dạ, ba khía. Có đặt trong này không Sáu? Cho đặt trong này có nữa nè. Dạ. Rồi cạnh bên này. Dạ. Hồi trước nếu mình ở chảnh thì mình đâu có làm được, mỗi lần mới đi biển rồi kia bắt làm ăn rồi kia bắt lội dưới này không. Thôi dạ. Ở dưới này. Ô đường xa dữ ta. À. Nước này nước thủy triều lên là nó lớn vậy luôn không Sáu? À, nó lớn lên rồi nước cầm rồi nó dịch khô lại. Dạ. Ô. Nước này là xe chạy là bị hơi xét đó nè. À. Nước mặn mà. Nước mặn. Đỉnh lũ. Bình thường nó còn cao hơn nữa không Sáu? Này nó cao nó thế là nó gặp lúc cái bờ này nè. Lúc cái bờ này luôn ha. Ờ. Mấy cái lúc tết á. Dạ. Ở đây có bao nhiêu hộ dân không Sáu ha? Cái này cũng mười mấy hộ. Mười mấy hộ dân ha. Ờ. À. Cũng gần 20 rồi chứ có. Nhưng mà mấy hộ dân này trước đây người ta vô điện bằng gì không Sáu? Vô điện gì đó cũng chia hơi vậy đó hả? À. Sao mình không làm giống vậy luôn? Mình làm gì mấy điện lực nó cho
không cho sao mà trước đây cho mấy cái hộ này. Ờ, nó là trước thì cho anh ta làm đỡ rồi bây giờ sao mà ép buộc mình làm gì được. Chỗ nào nhầm sao đâu, đây nè, nhà này hả? Nhầm sao lúc à, con nghe nói ông Sáu ghinh đá hả? Ghinh đá về nè, đi lộn trộm lộn trộm. Trời ơi, nước sáng ngập lên tới đây không sao? Nhất dảo quá thôi. Kinh đá nó về được nhiêu không sao? Với đổ trong đó nữa. Nào cho con coi với. Trong này nè. Cây cối nhiều quá không sao hả? Cây này mình vớt nè. Cây nào? Mấy cây này nè. Cây nãy hả? Là mình vớt ở dưới biển hả? Dạ. Dạ. Đá đổ vô cái này nè. Đâu không sao? Cái này nè. Chừng nữa mình cơi lên đổ lên tiếp ha. Ôi sao mà bên nó gách đó hả? Đó sụp bãi gách rồi. Ủa đợt rồi con lên là cái căn phòng này còn không ta? Còn. Đợt rồi căn phòng này ông Sáu nói con cũng Sáu ngủ đây mà phải không? Ồ cây này mục trơn ông Sáu. Ôi ôi. Dáng này cũng hư hết à. Nó gãy mới bắt bù lon chịu ấy này nè. Ghê quá. Đây là máng xói hướng nước của mình đây không sao? Hướng nước là chảy qua đây. Bộ mà ông ơi, cái nước nhiều quá cái sạc á. Này là hướng nước mưa ha. Nước mưa này là mình để nấu nướng luôn không sao? Nấu nướng uống đồ kia. Ôi. Rồi tối sáng bà sáng ngủ đâu? Ngủ ngoài này. Còn chỗ này? Đó là ngủ. Dạ. Cái phần ba cái phần này mục hết rồi không? Mục hết trơn rồi. Cây này là cây cóc á. Cây đước. Cây đước. Mưa đầu lấy đồ hứng. Chỗ nào hứng. Nó dịu á. Dạ. Hứng chỗ nào sao? Hứng ở đây nè. Chỗ ông Sáu với bà Sáu ngủ có bị mưa không? Con có mưa gì mà nhưng mà không có giọt, nó chịch ngoài này. Ông Sáu bà Sáu ngủ đâu đâu? Ngủ đây nè. Ồ, bỏ dép đây ha. Ủa đây hay ông Sáu bà Sáu? Dạ. Con Út của ông Sáu là đi làm cái gì rồi? Nó đi làm mộc á. Dạ. Làm gỗ người ta. Nè đường kinh này mình chạy ngoài qua nè. Mưa bên đây nó tạt dữ không sao? Mưa tạt cái mấy miếng này nè, kéo lại. Kéo ra. Rồi ông Sáu hôm qua đặt cúm được nhiều đồng cho con coi với. Đây nè. Hứng nước mưa ở đây xài không, ở đây không có nước luôn, không có điện luôn. Tối quá hả? Nhiều dữ ta. Như đây là bán tầm được nhiêu tiền sao? 200 mấy à. Là cái này trúng nhất chưa? Này trúng nhất rồi nè. Trúng nhất đó ha. Nguyên đêm mừng có 200 mấy ngàn trúng nhất luôn á. Đến gì nè. Rồi bà Sáu đâu rồi ông Sáu? Đi chợ rồi. Dạ. Ủa, cũng được quá. Nhiều ông Sáu ha. Dạ. Cũng á. Đúng. Cái nhà này dột chỗ nào là nhiều nhất sao? Nhà mình không sao? Dột đây cũng dột á. Đây cũng dột ha. Rồi chỗ này dột ngay đây. Cái nhà mình diện tích là nhiêu vậy không sao? Này mình cũng không có gành nữa. Dạ. Vậy cái phần tôn bên đây là thiếu cái phần tôn bên đây không sao hả? Thiếu tôn bên đây. Tôn trên này dột dữ không? Cũng dột cũng nhiều. Dạ. Nhưng mà mình mua cây keo dán ấy đó, dán kiến á, mình
biết bắn. Bắn vô. Ông Sáu leo lên hả? Leo lên bắn mấy cái vô giọt quá. Dạ. Hôm trước con cho ông Sáu hay vụ chị hay là chị Xuyên hỗ trợ sửa lại cái căn nhà của ông Sáu, ông Sáu mừng dữ không? Dạ mừng. Cảm ơn Xuyên. Dạ. Tôi và cả mình làm biết gì nào được có cái nhà lại. Dạ mình sửa lại con coi nó bây giờ coi thử coi nó chỗ nào nó có nó bị hư hỏng nhiều không sao? Dạ. Nhà này dài dữ luôn không sao hả? Dạ. Là mấy cây này vớt không à? Dạ. Đi biển mới vớt một cây khi không có. Dạ. Vớt về để dành đó mình làm mình sửa. Cái bồn này hỏng mà sụp rồi nè. Cái bồn gì cũng sao bồn nước hả? À? Bồn nước á. Nó sụp bể cây nó sụp cái. À, bồn để hứng nước mưa cho máng sói này chứ gì? À. Rồi sập hết trơn luôn. À. Chứ có làm lại. Nhà ông Sáu được chằng néo dữ quá. À. Ôi, cái phần dán này thì cũng còn im, ngoài sau này còn im không sao? Sau này mới người ta cho nè. Ai cho ông Sáu hả? À? Ở với xà lan á. Dạ. Ta thấy ta mấy đó nó đi vô này chơi đó, thấy vậy nó cho phần dán này ha. Cho phần dán này lót. Phần dán này là lót nhiêu tiền sao? Phần dán này tính ra cũng 5 triệu mấy gì đó. Nguyên bộ này ông đi Sáu đi cưa hả? À, nó cưa sẵn rồi nó đem về nó cho. Rồi ai đóng này? Này đóng. Hôm trước là con đi nó không giống vậy phải không? Có, con trước đi rồi có như này rồi. Dạ. À. Vậy thì phần ông Sáu ở mà sinh hoạt thì nó chỉ từ cái khu này này trở ra vô từ cái khu này ra ngoài sau thôi. À. Vậy sao mình không thu nhỏ mà mình lại che mì trước vô không sao? Vì cái này lúc trước là để làm cho nó rộng ra cho mấy đứa nhỏ nó ở đó. Dạ. Mà bây giờ thì con gái đi hết rồi. Dạ con cái đi hết rồi sao đây mình nó tính rồi thu nhỏ lại. Dạ thu nhỏ lại nên phần trước này là sẽ không làm nữa. Dạ thì không làm nữa sao ông Sáu không dỡ ra cho nó bớt cho trống vậy chưa, để nào mình quẩn có tiền mình sửa lại mình cắt mình dỡ ra. Ồ. Mình dỡ ra mình cắt lại luôn. Dạ. Cái phần ngoài trước đó, con thấy ngoài trước nó dư nhiều quá nên thành nữ là mình chỉ làm cái mái che thôi. Phần ngoài sau này nè ông Sáu nên lợp lại cái phần ngoài sau này thôi, có nghĩa là dừng ngoài sau này cho nó kín đáo lại tí xíu. Phần dán này con thấy tạm ổn rồi đó ha. Chỉ có một vài miếng dán ở đây thôi là nó hơi phập phèo à, với lại cái phần mái trên này làm sao phần ở đây đó mình đây là chỗ ông Sáu ngủ nè đúng không? Với lại con của ông Sáu là ngủ bên đó thì mình sửa lại cái khu vực đó thôi được không sao hay sao? Tính là tôi có tiền đó là tôi sửa cắt cái đó rồi ra đó ở nè. Không ở đây. Không. Phần đây thì để y nguyên. Nhà đây để đây. Sửa lại nở cái này. Ở chỗ nào không sao? Ở từ đây trở ra đó. Từ đây ra ngoài nào? Ngoài trước đây nè. Tới tới nào không sao? Tới đây hả? Hay là tới ngoài trước kia? Ngoài này nè. Tới ngoài đó luôn hả? Là nhiêu mét không sao? Cũng mười mấy mét á. Mình sửa lại rồi cái mình treo. Ngang con nghĩ có khoảng 10 mét á. Ngang nè. Dạ. Ngang có 6 mét á. 6 mét hả? À. Cắt hồn ra cho mấy đứa nhỏ nó có về đó. Thì có chỗ nghỉ ngơi. À, còn mình lớn tuổi thì nghỉ ngơi như cũng được mà. Ừ. Ở phần trước này thì nó rộng ha. Dạ, bây giờ mới đổ đất lên cao rằng nó ở lâu dài không có hư nóng gì. Thế con nghĩ nè, ông Sáu nên sửa lại cái phần ở ngoài từ đây nè ông Sáu. Dạ. Từ đây nè. Cho đến cái phần này nè. Đó. Dạ. À, thì ông Sáu lót dán lại với lại dừng cái phần ở trên này. Tại vì ở đây còn cái phần ngủ nè. Dạ. Với lại một số thiết bị máy móc ở đây với dắt bên kia. Còn cái đằng trước này á thì ông Sáu làm rộng quá thì nó mình cũng đâu có chỗ đâu. Dạ. Ý ông Sáu là sao? Tính cắt trước này nè, trước này lại sau này à. Ừ. Thu hai bên dắt thu lại hết cho nó thành cái nhà vậy đó. Dạ.
Thôi để con coi hôm nay ghé thăm 6 thì con quay cho cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân thấy, cũng như là chị Xuyên ở Nhật á, thấy là có gì sẽ có phương án hỗ trợ 26 ha. Dạ. Trước bác thì cũng cảm ơn người Xuyên. Con gái con Sáu là đi đặt lúa hả? Đặt gặp cũng như tôi vậy đó. Dạ. Thôi hôm nay con đến đây con thay mặt cho chị Khanh ở Mỹ á. Gửi cho ông Sáu 50 đô thì con gửi cho ông Sáu 1,5 triệu ha. Chị cảm ơn Sành. Chị Khanh. Chị Sành. Khanh à. Khanh. À. Chị Khanh có nhắn với ông Sáu á là mai mốt chị Khanh có về Việt Nam nhờ ông Sáu làm hướng dẫn viên du lịch chịu không? Cho ăn cả nướng, vì ăn vì khóc luôn. Dạ. Giờ con cũng chưa định hình trong đầu được là sửa nhà ông Sáu chỗ phần nào. Dạ. Thôi hôm nay con đến thăm ông cũng như là coi cái nhà của mình á, có phương án hỗ trợ. Và cũng thay mặt cho chị Khanh ở Mỹ gửi cho ông Sáu số tiền ủng hộ 50 đô xây sở trong cuộc sống. Thôi con chào ông Sáu con về ha. Cảm ơn chị Sanh. Với là chị Xuyên ở Nhật. Chị Xuyên ở Nhật. Thôi con chào ông Sáu ha.